Vô dịch phỏng vấn hả? Đây. It's inspiring dedication and out 3-1 they will all find a way. That's the thing I don't make it. And I think that thằng Tabe này nè. Thằng Tabe này nó có một cái để từ từ để mình giới thiệu cho các bạn. Tabe này, Tabe này là một cụ game thủ, xong sau đó chuyển lên làm huấn luyện viên. Nhưng mà có một cái sự kiện rất là kinh điển của nó, mình không nhớ cách đây bao nhiêu năm nữa, hình như là khoảng chừng 8 năm, khoảng chừng năm 2015 hay sao đó, để mình kể cho các bạn nghe. Là tại vì tiếng Anh của nó tốt, thứ nhất là nó là một người của LPL, thứ hai là tiếng Anh của nó tốt, cho nên nó được mời lên bàn phân tích. Nó được mời lên bàn phân tích của Riot, của đợt chung kết thế giới đó, để ngồi cái bàn phân tích đó để nói chung là chia sẻ về các đội LPL, nói chung phân tích đội LPL, tại vì nó là thằng có kiến thức về khu vực đó. Thì nó xảy ra một cái sự việc là thằng này nó quá nhiệt tình. Thằng Tabe nó quá nhiệt tình trong cái công việc phân tích của mình, cho nên đến mức chửi cân khôn nhà giải mà trợ xong chính mình vừa ngu nhà vừa giải trợ ha. Có Giang Nghĩa nha. Tới mức mà nó lộ con mẹ nó chiến thuật của đợt đó, là không biết là nhớ là LGD hay là IG thời điểm đó đó. Nó lộ bà nó chiến thuật của đại diện LPL, thế là bị ban, thua con mẹ nó luôn. Để mình kiếm lại cho các bạn coi. Anh em đợi 5 phút để kể xong sự tích Tabe. 1 phút. Maybe we're choosing Hecarim or Lee Sin jungling. Đây là trước trận IG đánh, Tabe đang ngồi bàn phân tích của Riot. Tabe muốn chứng minh, thể hiện khả năng phân tích của mình và kiến thức của mình về khu vực. Đây là trước trận đấu diễn ra nha. Trước khi trận đấu diễn ra nha. Đây Tabe. Maybe we're choosing. Có lẽ chúng tôi sẽ chọn Lee Sin Hecarim. Or Lee Sin. Maybe we're choosing Hecarim or Lee Sin jungling. And he said that if he really picks that, we have to. Nếu như mà thật sự điều đó xảy ra. Put strong attention to him. And nếu như chọn được Lee Sin với Hecarim thì chúng tôi sẽ tập trung vô cái vị trí của rừng. He said they are going to pick Kali. Ngoài ra thì bên phía đội còn chia sẻ là chúng tôi còn ngoài ra chúng tôi còn bích luôn cặp đôi Kalista với Kennen đường dưới nữa. Xong thằng này thằng gì quên cha tên, thằng này nó nghỉ lâu quá quên tên rồi. Của thằng thằng này nó kêu giờ ai cũng nghe rồi, thế là lát hồi nó ban thì and, well so now everybody listening is just gonna ban those yeah. out, but what if that's the plan, what if they ban those out? Oh, they really that. thằng này nó phải, nó thấy là thằng Tabe hớ rồi, cho nó phải chữa cháy, nó phải chữa cháy là lỡ mà cái này là tụi kia nó giả bộ nói để cho người ta không lừa người ta tin sao, chữa cháy cho người ta bè. There's also other two secret weapon is this. Thằng này nó còn tính nói tao bè kiểu còn mấy cái kia chiến thuật nữa. Thì sau lần này là đây là lần cuối cùng mà tao bè được xuất hiện ở trên bàn phân tích của Riot. Sau đó về thì không biết có bị mấy anh Trung Quốc nó làm gì không thì không ai biết. Rồi giờ quay lại với trận đấu để coi giờ làm sao ta. Giờ thì ít nhất là chúng ta có thể khẳng định với nhau rằng sẽ không có bất kỳ một cái lý do nào liên quan tới cấm chọn. Sau khi mà BOG đã sử dụng những con tướng đúng trong bộ tướng mà các đội LCK gồm Genji và T1 đã sử dụng, bao gồm có Kindred, Khazix, Nautilus, Mid, thì là không còn bất kỳ một cái lý do cấm chọn nào cả cho ngày hôm nay. Một lý do duy nhất là đơn giản đánh ngu hơn thôi. Đã uy scan 10.000 đồng. Cho nên đúng không? Rõ ràng là bên kia nó đã đánh Kindred, nhưng vấn đề là con Kindred của nó là con Kindred ghép cặp với Galio á. Con Kindred ghép cặp với Galio nó cũng dễ chơi hơn xíu. Nautilus Mid cũng thắng nha.
Pha solo kill Kennen với lại ấy đúng không? Anh em nhớ phút thứ mấy không? Kẹo giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. So the deficit not mattering here is Zeus maybe overconfident. Minion wave, look at this minion wave. Oh, he walked into it. He pushed Q. He walked. Yeah, walked into it. That's a big oopsie in a very high-stake game. Bin seems unfazed and unsurprised. And unlike Licorice, that one actually happened. I can't believe that was actually insane. The fact he managed to get that one, it was just nuts. T1, massive mistake. And now for BLG, they actually start to get decent control again onto this top side. You can see they're starting. Kẹo giúp Lu mua xoài 10.000 đồng. Cho E xin hỏi, hôm qua cân thua thì bảo khôn nhà dại chợ, nay T1 thua thì có gọi ngu nhà dại cả chợ KA. Cảm ơn kẹo nha em. Tập này từ ngữ nào diễn tả nữa. Đánh về chịu. Hey, thôi được rồi, quay lại với phần dịch phỏng vấn Tabe. And I was so guys in post game interview. Thank you so much guys. Tabe, it's an honor having you on stage for this interview. Congrats on defeating T1 3-1 today. Quick question, did you double check which side of the stage? Chúc mừng các bạn đã thắng 3-1 T1. Trước khi lên sân khấu ăn mừng thì lâu ra gẹo là có kiểm tra kỹ đúng đội chưa? Yes, of course I've checked because thằng này nó kiểu đó thật thà vậy. Hello, mấy y tôn lề mất não mặt cười. Dấu tên nha. 1111 giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. Sau đợt này không biết T1 có ký thêm hợp đồng không anh? Cái này thì anh cần phải có huấn luyện viên tâm lý. Mình đang thấy là Warzone vừa mới trở thành free agent nè. Kẹo giúp Lu mua xoài 5.000 đồng. À thì video đó Faker với Keria hát bài còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Cảm ơn kẹo nha em. Mình còn có cái video này tục lắm mà bây giờ mà mình mà post cái video đó lên thì chắc là bị bay fanpage á, các bạn biết gì không? Quyền năng khổng lồ. Hôm đánh với lại Mad Lion. T1 cô muốn về nhì nên T1 quyết định. Để mình diễn lại cái đó cho các bạn coi nha. Hôm bữa đánh Mad Lion trong khi chờ đánh. Nguyên đội hình luôn. Nguyên một đội hình T1 nó chơi cái trò đó ở trong hậu trường. Ai rảnh kiếm lại đi, chứ giờ mình không biết nằm chỗ nào để kiếm, mình chỉ thấy nó trôi nổi trên mạng. Bốt cái đó lên giờ là bay fanpage anh em. Yesterday it is a very bad sportsmanship because I... Nhưng mà thằng Tabe này nó thật thà thiệt. Đây là nó ghẹo, Lauren nó ghẹo. Ông trả lời đúng, trả lời kiểu bình thường, nghiêm túc. One today. Quick question, did you double check which side of the stage you were running to today? Yes, of course I've checked. Tất nhiên là tôi phải kiểm tra rồi. Because yesterday. Tại vì ngày hôm qua. It is a very bad sports. Không phải là tôi không phải là thiếu tinh thần thể thao. I didn't really check yesterday. Tôi không kiểm tra so kỹ. Tôi hào hứng quá. My first time in my life I 3-0 LCK team. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của tôi đã thắng 3-0 trước một đội LCK. That's why I'm yeah. Of course
Cảm ơn Kẹo nha, nhưng mà anh không mở Play Duo lên được em. Getting the coach cameras backstage is something that all the fans have enjoyed because of how emotional you get when you look at your team's games. Đang nói về cái xúc cảm của nó ở sau hậu trường. And living the games so much. Nó thể hiện cảm xúc rất là mãnh liệt mỗi khi mà camera chiếu ở sau hậu trường. You know, when we first join participate in MSI, our performance is not that good, right? We always have some crazy mistakes. And trước khi đến với MSI này thì phong độ của chúng tôi không tốt lắm. Chúng tôi thường phạm những cái sai lầm điên khùng ngớ ngẩn. I think no one in the world will think. Không có bất kỳ một ai ở trên thế giới này nghĩ rằng we can move to finals. Chúng tôi có thể tới với trận chung kết. We are a team that we never give up. Nhưng chúng tôi là một đội không bao giờ bỏ cuộc. Rồi. Ngưng tại đây. Nữa rồi đó. Tắt cái văn này đi nha. Tắt cái văn này ngay đi nha. And move to finals. But we are a team that chúng tôi là một đội không bao giờ bỏ cuộc. We never give up. Every time. Đó, hộ dưới. Sướng, khán giả nghe sướng. Từ lát đọc lại mấy donate nha anh em. Đây, đang tập trung cái này cái. Khán giả dưới sướng. We had a lot of conference. We had a lot of practice. Thành PLAYERDOU.net anh ơi. Rồi lát nữa, hồi nãy anh đổi rồi mà. Hôm bữa anh đổi rồi mà. And had a lot of we had a lot of conference. Conference hay là confident ta? Chúng tôi có rất nhiều sự tự tin hay là chúng tôi đã học. We had a lot of conference. Conference. We had a lot of practice and you know, like tập luyện nhiều phút câu tôi chúng tôi tập luyện rất là nhiều, còn cái chữ trước đó mình đang không nghe nó là nói cái gì. Conference hả? Conference đúng không? Là chúng tôi họp nhiều, chúng tôi tập luyện nhiều. We had a lot of practice and you know, like we don't want to go home, you know. Ghi mình tuyển thủ. We had a lot of game chưa hết. Này chắc mới đánh mới 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 đánh nhau rồng xong. And, you know, mặt xin lời vậy. Iagao đầu mùa kiểu thôi trong JDG áp lực quá cao về BLG. We don't want to go home, you know. Cũng được tao chán gặp thằng Nai chung kết lắm rồi, xong gặp lại bốn nháy liên tục là chán dữ chưa? Lại Iagao với Nai. We had a lot of conference. Chúng tôi đã họp rất là nhiều, chúng tôi tập luyện rất nhiều. And, you know, like we don't want to go home, you know. Chúng tôi không muốn về nhà. Nghe giống đang tính vượt biên ở lại anh. Chúng tôi không muốn về nhà. Tất nhiên là các bạn sẽ không về nhà sau trận này. But I want to ask about you as a coach, because talking to Candice yesterday, she was mentioning the importance of you joining the team. Candice, Laura có nói chuyện với Candice. Candice là em phỏng vấn của bên LBL, MC LBL. Thì Candice có nói là việc mà thằng Tabe nó gia nhập BOG rất là quan trọng, tại vì Tabe thành tích cũng rất là tốt. Tabe đứng sau những cái thành công của ANG ở trong giai đoạn năm 2021-22 vừa rồi. Alongside Lumao, so I want... Với lại Lumao là một thằng hỗ trợ. About... Hình như bây giờ chuyển thành analyst luôn rồi hả? What is your coaching philosophy and what makes alongside Lumao? So I want to know more about what is your coaching philosophy and triết lý huấn luyện của Tabe là gì? What makes you so good and what is how would you rate the impact you have coaching BLG? Và tự bản thân bạn đánh giá cái tác động của bạn lên BLG là như thế nào? I think I really did a few things because I
Tôi chỉ làm một vài thứ thôi. Chúng tôi có rất là nhiều huấn luyện viên. Đếm. Anh này công nhận nó rất là kiểu như thật thà các bạn thấy không? Kiểu có hơi ngố ngố xíu luôn á. We have like 1, 2, 3, 4. We have 4 coach and 1 analyst. 4 huấn luyện viên và 1 phân tích viên. I think our coach team including the analyst is. Đúng rồi, lý do tại sao mà tiếng Anh tốt là Tabe là người Hồng Kông nha anh em. The best in LPL. Our coach team including the analyst is the best in LPL. Ban huấn luyện của tao là số 1 LPL, nhấn mạnh the best, nói rất tự tin, nhã chữ nó có một cái trọng lượng ở trong đó. And Lui Mao gave me a lot of insights of how to being a. Lui Mao là người đã chia sẻ cho tôi rất là nhiều những cái thông tin và kinh nghiệm với vai trò hỗ trợ. And many times even he didn't play in the tournament, right? But nhưng mà mặc dù là Lui Mao không có thi đấu, he will keep on giving me new ideas and. Nhưng mà Lui Mao tư vấn, đưa những ý tưởng, telling me how to comfort on. Chỉ cho tôi cách để có thể giải quyết, không comfort là gọi là an ủi, vỗ về, làm tâm lý. But he will keep on giving me new ideas and telling me how to comfort on. And on. À. Chỉ cho Tabe biết cách nào để dỗ thằng On, dùng từ chính xác là dỗ thằng On. Unlock được On. And because he is a world class support. Bởi vì On là một hỗ trợ đẳng cấp quốc tế. He always will encourage me and also On to let us. À, đang nói là Lui Mao là luôn luôn là ủng hộ về mặt tinh thần, cổ vũ cho tôi và On. Perform better and better throughout the whole. Để có thể trở nên tốt hơn trong xuyên suốt thời gian vừa qua. Tournament. Xuyên suốt mùa giải này. Inspiring dedication and knowing more also about this BLG team. I want to have a bit of insight. Về đội tầm trung dưỡng già, tôi đánh chung kết tổng LPL rồi chung kết tổng MSI lúc nào không hay. Yagao hồi ức. Công nhận cái mặt Yagao vậy mà đánh tới chung kết tổng. In the tournament, right? But he will keep on giving me new ideas and telling me how to comfort on. And because he is a world class support, he always will encourage me and also on to let us perform better and better throughout the whole tournament. It's inspiring dedication and knowing more also about this BLG team. I want to have a bit of insights about the preparation coming into today. Quá trình chuẩn bị cho trận này. And BLG who keep on defying expectations here at the MSI. Và đặc biệt là cái cách mà BLG đã vượt qua sự mong đợi, defy expectations. Defy là cái team chung của MSI như mình nói hồi đầu mùa. Là cái team chung của MSI là cái chữ defy là chống lại, là vượt qua những cái giới hạn, vượt qua những cái mong đợi của người khác đặt ra cho mình. Today we only have one tactic. Ngày hôm nay chúng tôi chỉ có một chiến thuật duy nhất. We win bot lane, we win the game. Win bot là win. Đúng thiệt. Bởi vì Hèn Xuyên nó bỏ bãi xuống bot không mà. Một chiến thuật duy nhất, win bot là win. Tactic. We win bot lane, we win the game. Sounds about right. We've talked about how proud you are about proving people wrong, staying in the competition, reaching the finals. Bây giờ sẽ về cái việc mà bạn đã cảm thấy tự hào như thế nào để có thể là cho những người khác thấy rằng họ đã sai, luôn sai. Và bạn đã tiếp tục đi tiếp ở tại giải đấu này. Again, what does it mean to you to play finals at MSI? Cái việc mà được thi đấu ở trận chung kết tổng có ý nghĩa với bạn như thế nào ở tại MSI này? Tomorrow and rematch against JDG. Và lần gặp lại JDG. Time, JDG will fear us. Mặc dù nó không có anime bằng một vài lần trước đây, nhưng mà những câu thoại của Tabe đợt này nó cũng hơi căng á nha. JDG sẽ phải e sợ chúng tôi. JDG. I think this time JDG will fear us. Với tên 124 đã đi xem 1.000 đồng. Thì
Có 1-2-4 nha. Lời cuối trước khi chia tay khán giả. Say thank you to the fans because at first I don't think we have so many fans, but throughout the tournament. Cảm ơn 087 nha. Tà B đang chia sẻ là lúc đầu thì tôi nghĩ là tôi không có nhiều cổ động viên. Tôi không nghĩ là chúng tôi có nhiều cổ động viên. Nhưng mà trong qua quãng thời gian của mùa giải này, khi mà giải đấu diễn ra, khi mà trước khi mà tôi đặt đeo cái tai nghe lên, tôi nghe được rất là nhiều tiếng cổ vũ. Tôi nghe được rất là nhiều tiếng cổ vũ. And lastly, I think this MSI finals is LPL finals. Tôi nghĩ rằng chung kết MSI này là chung kết LPL. Đây là trận chung kết một giải quốc tế đầu tiên mà là nội chiến LPL. Nội chiến Hàn Quốc thì đã có rồi, mới năm ngoái. Và đây là trận chung kết giữa một giải đấu quốc tế đầu tiên có nội chiến LPL. LPL Finals, thank you so much for the interview and for being on stage with me today. Best of luck in the Grand Finals tomorrow. And that's all for us here. Shots back to you in Kulda. Okay.